Sở trộm tạc đánh lại Pom Hai Pin Hồng, mời Pom Hai Pin Hồng vấn phăng chương trình khoám khảo, mời ship ít cầm vườn chết vì sóng văn bài sao xí không đài phát thành truyền hình sơ là. Cuồng chương trình mất hi mi bưng quam khảo xương lặng. mời ship cầm vườn chết, nặng hàng máy tính hơn sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Hơn Mương, Ma Nhà Chiên Số, có ơn pa phiền họp từ thứ cầu, không Ủy ban Hơn Mương, Ma Nhà Chiên Số, cánh tổ công tác chấp năm đề án số hốc không chính phủ, tài luông triển cải phong máy, nhàn xanh lang tỷ chấp năm nà vịa hốc vườn hòa pì trên báo nà vịa Phương vườn Lạ pì sòng văn bãi sao xí trôm hạp bằng họp nặng năng máy tính hơn sở chính phủ mi phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang bòm các phụ ẩn pa vương bộ ngành trung ương trôm họp nặng năng máy tính tỉnh sơn la mi đồng chí hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân hương tỉnh trưởng ban uẩn pa ba, nhà chiến số khẳng tỉnh bòm các bưng đồng chí ủy viên ban thương vụ tỉnh ủy phụ ẩn pa sở ngành khẳng tỉnh Ủy ban dẫn hương Pưng Huyền thành phố, thành viên ban uốn pa nhà chiến số khổng tỉnh. Phát biểu khai bàn phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có vò nhằn ma luông cốc kén không nả việc nhà chiến số, đối cấp luông mà pe không hỏi hơn mương, cánh đù y lọt nả việc cốc kén. Thủ tướng và hiệp nhà chiến số có đang tẩy từng côn, từng chu hân, chôm hạp, bưng bổ ngành bưng tỉnh thành phố có mi luông chôm hạp cát cành cánh cửa đẩy lại lang tì cuồng nả việc nhảy trên số nhà chiến số lò luông bùn có kén cánh đẩy nhọng nho chớp năm cuồng hốc vườn pì nỉ tỏ luông uẩn pa khỏng côn diệt cốc chính phủ luông bòm chôm hạp cạt canh khỏng pưng pồ ngành pưng tỉnh thành phố chiến báo chớp năm chương trình nhà trên số cánh đề án số hốc cỏ cự đẩy lại lang tì đáng mồn chôm ma phịa diệt sảm lẻo luông bùn chính sách vầy phúc chân nhà chiến số cỏ tành ó lại triển lai uẩn pa pưng chính sách vầy diệt sảm lẻo ẩn pưng không mương phúc chân nhà chiến số hơn mương cá hốc xíp xàm tỉnh thành phố cò pòm tái ngót chính sách gión báo ống ngân phí sủ dịch vụ công cài máy tính cuồng mả pe nàng quam số bưng cửa sở nàng quam khóng hân mương lân tẩy mả pe tái ó, bánh pằn nàng quam tròi nho sùng lang tỳ việc quản lý hơn mương cung cấp dịch vụ mả pe cốc ngân số xài cáp quang cáp cài chiều cài số đẩy la xài pe họt tầm thồn, bản xá phương cuồng cá mương chủ xã Phương Thị Trấn đầy nỗi xiên mạng Internet. Cầu ship cầu phải pet phân hỏi dần mương đẩy sụ phong điện thoại sĩ G. Ma phía mà pè diệt dân số cánh bản mương số. Luông mà pè diệt dân té phía nhà trên số cuồng hốc bướn hồ bì, Cửa đẩy sao sòng phải sĩ phân hỏi. Vìa mà pè diệt dân bản phân bày cuồng hốc bướn hồ bì sòng phân bày sao sĩ, danh tính cửa đẩy, xếp pet phải giảm phân hỏi. Bộ Công an có áo khảo sủ cài hạ xếp hạ chiều tài khoản nhận danh tiền tử, cử chết xếp xong phải pet phân hỏi luôn bùn nhẵn xanh tẩy cài cầu xếp chết chiều nàng quam ma số côn quần cờ sở nàng quam đẩy bảo hiểm xã hội việt nam quản lý nọ pưng lang tỉ cướt đẩy phiền họp có sổ sảm vào khửn bưng khủ nhăng xả cha cánh bưng luông kẻ quần sàn chấp năm nhà triển số nàng san ngành san nả vịa cánh pưng tỉnh thành phố xương số triển hay hành chính đẩy cung cấp tòi dịch vụ công cài máy tính nhăng tắm trắng hính cửa đẩy xí xếp phân hỏi hêm hi ảnh bằng không mương tục po mà nàng quam cực bền ăn bằng vầy chuồng hóng mả bè. Phát biểu khót nàng phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bưng bổ ngành, bưng tỉnh thành phố, xứ tàm nhòng nho ngân cốc, tùm bua chấp năm bưng nả phía, mà nhảy chiến số. Cuộc nằn, tòa phôm sẽ bưng nả phía, diệt xăm lèo luông bùn, chính sách, tà ăn bằng không mương, vầy búc chuân, nhảy chiến số, nho sùng luông thổng hủ, không dẫn mương, ma luông cần hà, không nả phía, nhảy chiến số ảo dần mương cánh doanh nghiệp diệt ăn phân cốc kén về nhà chân số. Tuyến trao mưa xíp cảm ơn chết, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có uốn pháp bằng họp sở kết nả viện kiểm tra làm lê, cánh chấp năm kỷ luật không đảng, cuồng hốc vườn hồ bì, cánh chiến báo nả viện cho dệt hốc vườn nả bì song bắn bài sao xí, trong họp tầng thang máy tính tỉnh sơn la mi đồng chí lom mạnh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí lương thị Văn anh ủy viên ban thương vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bưng đồng chí ủy viên ban thương vụ tỉnh ủy ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thường trực bưng huyện ủy thanh ủy đảng ủy trực thuộc cuồng hốc bươn hùa pì sòng văn sa xí ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cánh cấp ủy trụ cấp còn lăng bổng trở uồn pa năm việc kiểm tra làm le lung bùn mắt nạp việc kiểm tra làm le cánh kỳ luật đảng xếp tàm đầy sảng bành tạo khung hai đi vai ủy ban kiểm tra trung ương cánh ủy bàn kiểm tra tru cấp trên báo chấp năm đi bưng nạp việc tới lung bùn điều lệ đảng lập tan tại ngõ trên báo chấp năm bưng trường trình lung bùn kiểm tra làm le vì sóng văn sa xí là vì kiểm tra làm le tủng pua sáu phía uẩn pa trên báo trong năm nghị quyết chỉ thị luông bùn quam khót năng không đằng pháp luật khổng hơn mương vỉa cầm phong mảm húp nham pường. nà vị tổ chức cán bộ nết kín liêm sú sư đi bưng nà vỉa mi xương chi cất xí ó mảm húp nham pường, bưng nà vỉa đầy lại côn bồng trở họt lần xưa là vỉa hát phân biến mà nông ngắm chờ bùn chính trị nết kín liêm sú vi thứ ban hà viện chuyển hồn, hôn phân chấp năm đi kỳ cường kỷ luật không đảng nho dùng lăng đi vịa uồn ba không chu cấp ủy tổ chức đảng cấp ủy tổ chức đảng cánh ủy bàn kiểm tra chu cấp có chấp năm đi tàu lúc uồn ba không ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư bàn uồn ba trung ương cánh bàn uồn ba cấp tỉnh ma vịa cẩm phong mảm hút nhàm pường Bảng học của tùng pua nhận danh ma phương cũ nhân khổng nuống yếu xem cuồng nạ Vịa kiểm tra làm le kỷ luật đảng sổ sảm tại ngóc phương lông bùn vậy chấp năm đi nạ Vịa, cuồng hốc bườn hà bì Phát biểu đốc môn bàn họp, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban kiểm tra Bưng Tình ủy, Thanh ủy, sức tạm tùng pua kiểm tra kẻ khay Bưng Chu Việt mạm húp nham bường, lập tân hù hền, kiểm tra cánh cầm quyết vạt mờ Bưng tổ chức đảng, đảng viên mi nét kín liêm rú báo sư đi, phi thứ ma Bưng nạ vịa đảng viên báo đại dệt, cánh trách nhiệm dệt vèn xanh, phi thứ Bưng lung bùn không đảng, pháp luật khổng hơn mương, mạm húp nham bường chấp năm việc kiểm tra làm le đối với các bưng tổ chức đảng cấp còng, cánh đảng viên, vầy hủ hền, cản tơn, kẻ khay khát năng bưng đơn sự, kiện cáo. Lần xưa là bưng nạ viện nướng ban họt nhận sự đại hội đảng bộ tru cấp, cán bộ đầy trung ương quản lý, nhận bào, men tới lúc bùn. Tuyển trao 10 ship cảm ơn chết đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có Uẩn Pa bảng họp cải phóng máy, sở kết hốc vườn hòa bì, cánh chiến báo nả viện cho dệt hốc vườn hòa bì sòng văn bài sáu xí trôm hạp nặng năng máy tính sơ là mi phủ tăng hà uẩn pa san sở bàn ngành không tỉnh hốc vườn hoa pì ngành tư pháp của tánh ó tòi quyên sòng hỏi cào xếp sòng chĩa lai tắt bùn khòng không mương Vương địa phương có tánh ó cài pan nừng hà hỏi triển lai tắt bùn khòng không mương cấp tỉnh, cài pan nừng triển lai cấp huyền cánh, cài pet hỏi triển lai cấp xã. Cá mương cỏ tiếp nhận cài xí xếp hốc păn chu vịa, van hoa, chấp năm cài hốc hỏi păn chu vịa dân sự. Vương địa phương có nhằm dấu cài xám xếp hốc chiều, triển lai lại tàng, vương bộ, ngành địa phương khải ó cài, xám hỏi păn chu chiên báo khòng không mương, hở cài sao xí chiều vặt côn khai ó cài xí păn hỏi đường hà xíp chu khánh thì cắp xí chiều vặt côn trôm hạp nàng Pàng họp chủ đại biểu cò sòn hôm sổ sàm ma san nà vịa tặng tánh trên báo bó sòn cánh chấp năm không mương phạt mở côn phít thứ hành chính bấm le nà vịa chấp năm khổng không mương nà vịa sòn vị xiếp tánh tam lầu côn diệt vịa nhàn pào hở nà vịa từ pháp nàng bồ ngành địa phương phát biểu nàng bàng họp Đồng chí Lê Thành Phong đề nghị ngành tư pháp sức tàm biến máu luông uẩn pa, sủ luông pùn đắc ngon cuồng chấp năm nà vịa, hòn khân nho sùng luông hù siêng, chập vịa, lợp tăn kẻ khẩy bưng khủ dạ cha khát khỏng, xỏm bành vịa trên báo chương trình luông pùn nà vịa tặt ó. Tùm pua nà vịa sủ công nghệ thông tin cuồng quản lý, uẩn pa, nà vịa kiểm tra, nhôm sỏng lợp tăn bưng tập thể, từng côn dệt lèo bồn giòn nà vịa. Phạt mở sự mình pưng quân phía thứ cuồng chấp năm nà vịa đầy rào tăng sòng tùng pua nà vịa trên báo khổng bồ ngành tư pháp biết bánh luông dệt lang đi cuồng trên báo chấp năm nà vịa mừng ship cảm ơn chết đồng chí lo mình hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy có uẩn pa bảng họp bàn uẩn pa tỉnh ma mả pe thành phố sơn la tại luông pùn tàng tánh đầu thị tàng hưng cánh mả pe văn phường khèo nhong cánh mặt nà và nhãn xanh lang đi chấp năm nà việc quý sòng trên báo luông pùn nà việc cốc kén quý sàm pì sòng văn bài sao xí trong họp mi phương đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban dân hương tỉnh phương đồng chí thành viên ban uốn ba cuồng quý sòng bàn uốn ba sòng hỏi hà xếp hết tỉnh sấp tạm trên báo trăm năm phương hà vì cốc kén tòi quam khót năng số sàm hỏi hà xếp sàm mười chết cảm vườn cầu vì sòng pan sao hết không bàn thường vụ tỉnh ủy ma vịa, mà pè thành phố sơn hà tòi lúc bùn đô thị tàng hưng cánh mà pè khèo nhong văn phường mặn hà cuồng hành nhận danh nà vỉa cốc kén cánh, cánh bằng trách nhiệm vầy tùm pua uẩn pa chấp năm pưng nà vỉa nhận vào luông cạt kiên cạt cành lang Đì hòng pưng đơn vị tổ chức nướng ban họp vỉa trào chuồng tại ngõ pưng Nông bùn quản lý uẩn pa tùm pua dệt leo vỉa văn phòng mà Pè cốc ngân sinh phòng kinh tế xã hội Lươn xưa, lò cốc ngân so tăng, bòm pâng biển mớ, khai quảng đồ thị. Tủm Pua, trào chuồng tại ngóc phương Lung Pùn, chính sách. Lung Pùn, vầy chấp năm Đị, chính sách không mương, ma vỉa bàn phòng. Tủm Pua bàn phòng, vầy từng dàn nhau dùng lang đi vỉa bàn phòng khắc kho. Viện hiếu chưa dòng ngân cấp, quản lý cánh kẻ khay, ra chắc khát không. Nướng pan họt Lung Pùn, mắt tăng đìn đòn. Lung Pùn, chính sách mắt tăng đìn đòn, cánh ngân sách tổng thủ ngân sách hốc buồn vì dòng băn sao xí khổng thành phố danh tính cửa đẩy dòng hoi hốc si bóc tì pet hoi trường mặn phát biểu đốc môn bảng họp đồng chí lo minh hùng giao bàn cán sự đảng ủy ban giám mưng tỉnh uẩn pa ba, ủy ban giám mưng tỉnh xứ tạm uẩn pa chào chuồng chấp năm đi bưng nạ viện đè rào tủm pua uẩn pa chấp năm việt nuống pan họt việt ngắm bùn bàn phòng chấp năm việt giỏm hơn cốc tảng tánh cốc ngân xính phòng kỹ thuật xứ tạm uẩn pa việt thủ ngân sách vì sóng băn sao xí tủm pua chấp năm dự án nếu chưa dòng hơn cốc cánh kẻ khay khát năng bưng giả cha khỏng nuống nuống pan họt đìn đòn phủi bằng thú cân đìn san dự án nàng thành phố cạt kiên cấp tỉnh đắk lắc chào chuồng tánh ngón lung Pùn, tẳng tánh san ngọn công trình pôn giòn ma tăng văn hóa không tình nặng thành phố Sơn Hà, tùm pua trên báo chấp năm bưng nạp vía cốc kén ma tăng tiền ngàn bản mương, tặng tánh thành phố Sơn Hà, trùm yên, tiền ngàn đáng rú, uồn ba kẻ khay bưng khủ nhăng khỏm nuống, nhận bào bưng dự án cho măng đại hội đảng tru cấp, nhiệm kỳ sòng păn sao hà, sòng păn sảm xíp. Tướng trao mở xíp cảm ơn chết, bảo hiểm xã hội tỉnh có khai bằng họp sơ kết hốc vườn hòa bì, trên báo nạp vía hốc vườn hòa bì sòng păn bài sao xí trôm họp mi đồng chí lê hồng minh phó chủ tịch ủy ban dân hương tỉnh cuồng hốc bưởn hồ pì sòng bắn pẩy sao xí bảo hiểm xã hội tỉnh có tủm buôn chiến báo mà pe máy hà siếp hà trần vỉ hôm mi sòng hỏi pẩy chết côn diệt vẹe trôm hạp bảo hiểm xã hội bắt đại sự cài bắn nừng hỏi nừng siếp xí côn trôm hạp bảo hiểm xã hội muôn trả sự cài hốc bắn pet hỏi côn trôm hạp bảo hiểm y tế chu hân Họt khai số côn chôm hạp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo mi việt dệt cuồng cá tỉnh, lò cài, triệu nâng sòng hỏi, pet sĩ pet băn, xí hỏi côn. Cuồng hẳn, mi hỏi nâng hốc ship hạp băn, chết hỏi côn trôm hạp bảo hiểm xã hội, tò sao ít phải chết phân hỏi, chủ mũ côn dệt việt. Cài triệu nâng sòng hỏi, xí ship chết băn côn trôm hạp bảo hiểm y tế, tò cầu ship xí, phải cầu phân hỏi, dẫn mương cuồng cá tỉnh. Cài hỏi nâng xíp giảm băn, sòng hỏi côn trôm hạp bảo hiểm, bảo mi dệt tò xíp xí phải pet phân hỏi chủ mũ côn diệt vịa số hơn bảo hiểm xã hội thu tài cài pan nâng hỏi pet xíp tỉ mặn cửa tài xí xíp phải giảm phân hỏi bồn luông bùn bảo hiểm xã hội việt nam sao vịa kẻ cài bưng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm bảo mi vịa diệt đẩy bồng chờ nhận bảo lập tăng men côn men tòi tắt bùn có kẻ khai bưng chế độ bảo hiểm xã hội hở cài xíp pan pet hỏi pet xíp hốc vặt côn hàng bườn cường hơn lương hưu cánh hơn tròi dừa, bảo hiểm xã hội, hở chéo họt, xàm xíp xàm pan côn. nhản danh, ngân phí khám giả bệnh, bảo hiểm y tế, hở, cài hà hỏi, hà xíp hà ban phạt côn, hôm số hơn khừng, cài hà hỏi tiềm hẳn. Nó nắn ó, bảo hiểm xã hội tỉnh, có thành trà kiểm tra, nặng xí xíp hốc đơn vị, thủ cưn cài hoài nâng xa hốc triệu mặn, ngân nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bóng mỹ phía dệt, bảo hiểm y tế vay cứ tẩy luông bùn tẩy rào, họt mét bị sòng bắt vay sao xí, số côn chôm hợp bảo hiểm xã hội, cứ tẩy xếp bét phải bét phân hỏi, chủ mũ côn diệt vịa, cuồng bùn tuổi. Bảo hiểm y tế, mi cầu xếp hốc phải nâng phân hỏi sân hương, đang kiên trú nàng cuồng tình. Cát kiên cấp ngành y tế, nho súng lang tì, khám giả bệnh, nhận bảo quyết lời, hở côn, mi thẻ bảo hiểm y tế. Tủm bua việc thành trà kiểm tra bưng tần phỉ, sủ côn diệt vịa, bưng cửa sở khám, giả bệnh, sủ thẻ bảo hiểm y tế bộ sản Nhi có trên rào khuôn trường lao động hàng sòng, khòng chủ tịch mương hở bảo hiểm xã hội huyện mộc châu băng khen khòng thủ tướng chính phủ hở sĩ tập thể sòng côn ủy ban dân mương tỉnh nhôm sòng huy hiệu vừa bằng tảng tánh cánh mã pe tỉnh sơn la hở hạ côn mười ship cảm ơn chết hồi trong sườn mương huyền mộc trầu khóa sao ếch giàn pì sòng păn siếp hốc hột sòng păn sao ếch cò khay óc kia hột từ thứ cầu nhảy xanh lang tỷ chớp năm nả vẹ mà pè diệt dần đánh là bản mương nhảy bao quốc phòng tiền an khòng huyền cuồng hốc bần hòa pì cánh luông pùn chớp năm nả vẹ cho sệt hốc bần là pì sòng păn bay sao xí cuồng hốc bần hòa pì huyền mộc trầu có diều leo nả vẹ tạt ó cứ đầy cài sao xí luông pùn đầy rào nả vẹ diệt dần khòng huyền trừ màn đầy luông pùn mà pè súng po hộp tinh mê sút tà đình có kiến mã cài xíp pan hecta pít đầy má đíp cài 33 xíp pan tấn khải quảng ó tứm cài pan nừng sòng hòi hectare khỏi ly sinh khối dệt tre nằm nông ngua, mã núi đẩy dệt dườn tòi luông cạt kiên mi cà con sùng tròi dừa tặng tánh máu hốc hợp tác xá nho sùng hợp tác xá tinh cá huyền khửn họt hòi nừng hạ xíp cầu hợp tác xá mi xám xíp hạ tàng trường ô cốp cuồng nặn mi xíp tàng trường cựt đầy xí lào sao sòng tàng trường cứ đầy xàm lào cuồng chấp năm luông pùn hơn mương tàng tánh bản nam ớ cá huyền cứ đẩy hỏi nừng chết xếp cẩu luông pùn pằn păng bay cứ đẩy xếp xàm bay chết xếp hốc luông pùn mỏi xá trôm hạp hôm quam sớ xếp chết dự án lâng bít bánh nàng quam ma dạ cha khát khỏng tó bưng chảo giòm ngươn cốc tàng tánh huộp tinh mết thủ ngươn ngân sách nàng cuồng phỏng cứ đẩy cài sòng hỏi tìm ăn Hốc bướn là bì sóng bắt sao xí, huyền Mộc Châu sòn hôm chấp năm bông luông pùn mả pè dệt dượn tánh là bản mương, tặng tánh bản nam máu, bưng chương trình luông pùn hơn mương, cửa đầy luông pùn vầy đầy công nhận lò thị xá, tùm pua lang đi nà vịa quản lý, bàn phòng đình đòn, trên báo bông luông pùn mả pè quả in, biến máu trẻ lai hành chính, cảm phong bàm hút, nàng tàng họp hội đông dân mương huyện mộc châu có số sảm cánh kè khay bưng quam vai van khổng cử trì rũ cuồng quyên cài hốc chĩa tinh cánh dự thảo nghị quyết ma luông pùn mà bè diệt dượn tánh là bàn mương nhàn bào tiếng an quốc phong nàng địa phương mười cẩu cam vườn chết nàng đôn đèn hương chiêng tường bộp khai óp bằng họp rào bàn bưng chùm mũ bảy trừ phòng đèn hương cuồng hốc vườn hòa pì sọc băn bảy sao xí Huyền ủy yên châu có nhôm sòng tấn khảo sàn cánh san tàng trương hở tải đôi sòng hoài xíp sàm cánh sòng hoài xíp xí sữa bổ chỉ huy quân sự tỉnh hòa phan mương cộng hoa dân chủ dân mương lao Y lò phía diệt phải xếp tạm bánh khảnh hương lăng tràn tì khòng sòng mương việt nam cánh lao vào trùng cánh luông cạt kiên nhiều mặn không huyện yên châu cấp chủ mũ bảy chữ phòng đèn mương khòng mương bàn lao vào giềng tăng sòng tròi hở tải đôi đèn mương sóng hoài xíp sàm cánh sóng hoài xíp xí sự ó bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Phan, mi tướng khủng hai tỷ, quân viên nhận bào mi Po khẩu nằm cam kín, vài chốc năm tả viện, bảy trừ nên tiền ảnh phòng đèn mương, phái mương bản lao. Chớp năm luông bùn khòng công an thành phố Sơn Lạ, ma cầm phong, cánh xôn trinh, phạt mài bưng côn dệt năn nương hồn hào, ma nên tiền ảnh bản mương, nẳng thành phố Sơn Lạ, cánh phòng diễn đèn. Quảng hốc vườn hòa bì sẵn văn bài sao sĩ, công an thành phố Sở Lạ có phạt mài hàng hỏi côn phí thứ. Công an thành phố có lầm le, hủ hình, xí hỏi pet xếp xí học sinh viết thứ ma luông bùn tuổi, báo hê họt bùn tuổi vầy khám lái xe, cánh bưng tắt bùn nuống pan họt tiếng ản so tăng. Cuồng hốc bườn hùa bì, công an thành phố Sơn La có bay luông le đẩy xám xếp vặt, phạt mờ hạ xếp học sinh viết thứ ma tiếng ản so tăng, đán ảo hốn ảnh sao xí côn, cánh khí xe viết thứ ma không mương, bắt bay xếp chết bằng xe, tánh ó quyết định phạt mờ hành chính xám xếp ế chiều mằn sáu hù cánh phạt mờ sàm chu diệt viện, diệt nan nương hồn hào đằng bản mương cánh chu diệt viện nừng nanh diệt hở côn ứng chếp bát khởi tố chu án hình sự đối cấp xí thiếp xí côn nuống pan họt bưng côn nhóm côn lò lan nóm nhàn pào men giàn hàn tòi luông tắt bùn sức tàm làm le chu viện nừng nanh diệt hở côn ứng chếp bát nuống pan họt cẩu côn lò lan nóm rú nằng quần thành phố sơn la tròm cướp xính ó nằng xá trương co thành phố sơn la vay kẻ khầy tòi luông tắt bùn khòng không mương bộ đội đèn mương tỉnh sơn la chòm cạt kiên cấp chủng hút thuốc pan bắt đẩy cấp mưa côn nừng khổn chiên phít phép chất quân sàng mưa cầu cam ơn chết nằng xỉm tăng luồng số xí xíp sam bản pát xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đôn đèn mương bá tù mương lóng sập bộ đội đèn mương tỉnh sơn la cạt kiên cấp chủng mũ công an huyện mộc châu bắt bà thảo a chư Opi bắt nưng, cầu hỏi bé xếp xí, rú bản hồi nhà, xã phiếng căm huyền Mai Sơn, tỉnh Sơn La, ma vịa phít thứ, khôn chiên phít phép chất quân giàng. Trường bắt thú vầy mi, cài cần nưng, giàng quân giàng, bằng xe máy nưng, khẳng điện thoại nâng, họt khẩy chu vịa đang đẩy trùng mú nướng pan kẻ khẩy tòi quyên. Chương trình quam kháo không đại phát thành truyền hình Sơn La, mượt nì, họt so sang Cón, Sò Tẻ son ơn, bom hẹp pin nong pong -cha tòn phăng, chôm tạc chắc nong